Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, gần đây mưa lớn liên tục xảy ra ở nhiều vùng của Trung Quốc đại lục, thời tiết khắc nghiệt như mưa to, gió lớn, mưa đá đã tàn phá 17 tỉnh và khu vực. Tính đến 9 giờ sáng Chủ nhật, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Quảng Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ xanh vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 22 trạm của 20 con sông bao gồm sông Lạc Thanh, sông Liễu Giang, sông Hồng Thủy, sông Tây Giang, sông Hữu Giang, các sông ven biển phía nam Quảng Tây và sông Bắc Lưu đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo tối đa 1,8 mét. Bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt lịch sử của sông Liễu Giang, một nhánh của sông Tây Giang, dòng chính ở trung và hạ lưu sông Tây Giang đã trải qua lũ lụt nghiêm trọng. Dự kiến đến chiều Chủ nhật, trạm Liễu Châu trên sông Liễu Giang sẽ có mực nước đỉnh lũ cao hơn mức cảnh báo khoảng 1,5 mét. Mực nước khu vực Trung và Hạ Lưu Vũ Tuyên, Vũ Châu, sông Tây Giang, nước sẽ tiếp tục dâng cao từ 1 đến 3 mét. Sông Tây Giang sẽ hứng chịu đợt lũ thứ nhất của năm nay. Tính đến ngày Chủ nhật, trận lũ vượt mức cảnh báo lần thứ nhất đã xảy ra tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây trong vòng nửa tháng. Tính đến 16 giờ chiều Chủ nhật, mực nước ở đoạn sông Liễu Giang thuộc thành phố Liễu Châu đạt 83,61 m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,11 m. Lũ lụt đã nhấn chìm các cơ sở hạ tầng, đường xá và tầng 1 của những ngôi nhà dọc theo bờ biển. Các cửa hàng dọc theo bờ biển buộc phải di rời sớm để trú ẩn. Thưa quý vị, kể từ hôm thứ Tư, mưa lớn liên tục xảy ra ở thành phố Kamdo và Sơn Nam, Tây Tạng. Tính đến hôm Chủ nhật, khoảng 16.000 người bị ảnh hưởng và một người mất tích tại 11 quận huyện của hai thành phố Kamdo và Samnan. Hơn 200 nhà cửa bị thiệt hại ở mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 33 triệu nhân dân tệ. Lở đất tấn công nhiều nơi ở Tân Cương. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục gần đây, lở núi và lở đất đã xảy ra ở nhiều khu vực của Tân Cương và thông tin liên lạc ở một số khu vực miền núi đã bị gián đoạn. Rạng sáng ngày thứ Bảy, một vụ lở đất xảy ra tại thị trấn Bất Lô Khẩu, huyện A Tô, Kế Châu, Tân Cương khiến một số tuyến đường bị vùi lấp. Hơn 200 phương tiện và hơn 1.000 người bị mắc kẹt. Vào khoảng 22 giờ đêm thứ Tư, tại K168, K185, đoạn Tân Cương, thuộc đường cao tốc Tân Cương, Tây Tạng đã xảy ra 11 vụ lở núi, lở đất khiến tuyến đường bị chia cắt. Theo điều tra tại chỗ, tổng khối lượng sạt lở của thiên tai này vào khoảng 16.000 mét khối. 9 tỉnh miền Nam bị lũ cuốn. Tính đến 9 giờ sáng ngày Chủ nhật, thiên tai lũ lụt, gió và mưa đá ở các vùng phía Nam kể từ hôm thứ Tư đã khiến cho 121 quận thuộc 52 thành phố thuộc 9 tỉnh Giang Tô, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam có 1,032 triệu người bị ảnh hưởng, 31 người chết, 12 người mất tích, 734.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên tới 900 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, Hồ Bắc, Quý Châu, Vân Nam và các tỉnh khác là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng cộng có 272.000 người bị ảnh hưởng tại 27 quận và huyện ở 9 thành phố bao gồm Hoàng Thạch, Thập Yển và Nghi Xương ở tỉnh Hồ Bắc, 29.300 ha cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế là 330 triệu nhân dân tệ. 269.000 người bị ảnh hưởng tại 24 quận và huyện ở 7 thành phố bao gồm Lục Bàn Thủy, Tuân Nghĩa và An Thuận ở tỉnh Quý Châu, 129.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại là 230 triệu nhân dân tệ. 10,3 triệu người bị ảnh hưởng tại 28 quận và huyện tại 13 thành phố bao gồm Húc Tĩnh, Ngọc Khê và Bảo Sơn ở tỉnh Vân Nam, 56.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại là 210 triệu nhân dân tệ. 6 tỉnh miền Bắc hứng chịu thiên tai gió và mưa đá. Kể từ hôm thứ Năm, thời tiết khắc nghiệt cũng đã xảy ra như mưa lớn, gió mạnh và mưa đá ở các vùng phía Bắc Trung Quốc và Tây Bắc Trung Quốc. Trong số đó, đường kính tối đa của hạt mưa đá ở huyện Sơn Dương, tỉnh Thiểm Tây là 4 cm. Và sức gió tức thời ở huyện Diên An, Bảo Tạ đạt cấp 10, gây thiệt hại lớn cho nhiều loại cây trồng. Theo thống kê, tính đến ngày Chủ nhật tuần này, có 228.000 người và 31 người chết đã bị ảnh hưởng tại 40 quận và huyện thuộc 21 thành phố và 6 tỉnh bao gồm Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc và Thanh Hải. 21.200 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên tới 200 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
tại 4 thành phố và 6 huyện gồm Dương Tuyền, Trường Trị và Vận Thành thuộc tỉnh Sơn Tây, 51.000 người bị ảnh hưởng, 6.200 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 66 triệu nhân dân tệ. 51.000 người bị ảnh hưởng tại 13 quận, huyện của 5 thành phố gồm Tây An, Vệ Nam và Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây, 2.600 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 38 triệu nhân dân tệ. 64.000 người bị ảnh hưởng tại 11 quận, huyện thuộc 3 thành phố Lạc Dương, Bình Định Sơn và Tam Môn Hiệp của tỉnh Hà Nam. 4.700 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại lên tới hơn 37 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, phần phía nam của đất liền bị lũ lụt tấn công, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tòa nhà. Mực nước sông Dương Tử ở Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc từng vượt qua mực nước cảnh báo khiến Quán Âm Các, hay còn gọi là đình Quán Âm, có lịch sử hơn 700 năm bị ngập với nền móng cao hơn chục mét. Nhưng tòa nhà đình Quán Âm vẫn được giữ nguyên. Có thông tin cho rằng đình Quán Âm không bị hư hại khi có trận lụt lớn vào năm 1998. Theo các báo cáo, lũ lụt ở miền Nam do mưa lớn đã khiến mực nước sông Dương Tử ở Ngạc Châu vượt qua mức cảnh báo. Một số người dân địa phương lo lắng liệu Quán Âm Các ở Ngạc Châu có bị lũ lụt làm hư hại hay không, nên họ đã đến sông Dương Tử để chụp ảnh trên không của quán âm nhạc vào hôm Chủ nhật tuần trước. Có thể thấy từ các cảnh quay trên không rằng lũ lụt đã nhấn chìm phần đế cao hơn 10 mét bên dưới Quán Âm Các, nhưng nó vẫn bình an vô sự trong lũ. Cư dân mạng quay clip cho biết tòa nhà đình Quán Âm rất hùng vĩ, sau hàng trăm năm chịu tác động của nước sông, nó vẫn đứng vững. Được biết, đình Quán Âm nằm trên một dạng san hô ở trung tâm sông Dương Tử, bên ngoài cổng phía đông của thành phố Ngạc Châu, được xây dựng bởi Thiết Sơn, Kiến Nghĩa vào thời nhà Nguyên. Vào năm 1280 sau Công Nguyên, trong lịch sử lũ lụt vào năm 1954 và 1998 đã chạm đến cửa sổ của đình Quán Âm. So với các dự án đậu phụ ở nhiều nơi trên đất liền, tòa nhà cổ kính 700 năm tuổi vẫn có thể duy trì đến bây giờ. Cư dân mạng than thở, thật xấu hổ cho ngành xây dựng ngày nay. Tôi không biết rằng đó là đình Quán Âm, tôi đã nghĩ rằng đó là một tàu du lịch. Sông Tương Giang giờ đón đỉnh lũ cao nhất lịch sử, toàn lưu vực bước vào tình trạng khẩn cấp cao nhất. Theo Xiaoxiang Morning News đưa tin rằng việc kiểm soát lũ của sông Tương Giang đã bước vào thời điểm quan trọng. Trận lũ này chưa thoát khỏi mực nước cảnh báo, một đợt mưa lớn mới là ập đến. Dữ liệu cho thấy mực nước bên dưới Chu Châu, dòng chính của sông Tương Giang đã tăng trở lại. Trạm Tương Đàm và trạm Trường Sa trên dòng chính của sông Tương Giang dự kiến sẽ tạo đỉnh lũ gần với mực nước cao nhất trong lịch sử. Tình hình lũ lụt rất nguy cấp. Trước tình hình kiểm soát lũ lụt cực kỳ nghiêm trọng, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh đã quyết định triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ cao nhất đối với các thành phố và huyện dọc theo sông Tương Giang bắt đầu từ 16 giờ ngày hôm qua. Được biết, đây là lần đầu tiên tỉnh này triển khai ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 1. Trạm Siang Tan và trạm Trường Sa đang tiến gần đến mực nước cao nhất trong lịch sử. Do có mưa lớn 342 thị trấn và mưa cực lớn ở 7 thị trấn, bắt đầu từ hôm thứ Ba tuần trước, mưa lớn mưa rất to lan rộng ở miền Trung và Tây Nam, Hồ Nam, thượng nguồn sông Nguyên Thủy, thượng nguồn sông Tử Thủy và hạ lưu sông Tương Thủy nhìn chung giảm. Trên địa bàn tỉnh, diện tích mưa trên 200mm và 40.000 km2, diện tích mưa trên 100mm và 77.000 km2, có 37 trạm có lượng mưa ngày vượt quá 200mm và 199 trạm có lượng mưa ngày vượt quá 100mm, có 54 trạm có lượng mưa ngày vượt quá 50mm. Lớn nhất là ga Kim Giáp Đông ở quận Supu, thành phố Hoài Hóa, 280,5mm. Theo quan sát của Cục Khí tượng, lượng mưa tối đa hàng ngày là 247,3mm tại thành phố Hoàng Hồ, huyện Trường Sa. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước ở Hồ Tứ Thủy và Động Đình đều dâng cao. Trong số đó, mực nước bên dưới Chu Châu, dòng chính của sông Tương Giang đã tăng trở lại khi trận lũ vừa qua vẫn chưa thoát khỏi mực nước cảnh báo. Vào lúc 14 giờ chiều thứ Tư, mực nước của trạm Tương Giang Trường Sa là 37,32m, cao hơn mực nước cảnh báo là 1,32m. Mực nước của trạm Tương Đàm là 39,53m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,53m, tốc độ dòng chảy là 16.900m³/giây. Trạm Chu Châu là 41,06m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,06m và tốc độ dòng chảy là 12.800m³/giây. Theo dự báo mới nhất vào đêm qua, trạm Tương Đàm, dòng chính của sông Tương Giang sẽ có đỉnh lũ từ 40,5 đến 40,8m vào lúc 4 giờ sáng thứ Năm, với lưu lượng đỉnh là 20.000m³/giây. Mực nước trong lịch sử của trạm là 41,95m,
mực nước tại trạm Trường Sa sẽ đạt 38,4 đến 38,8 m từ 7 giờ đến 10 giờ sáng thứ năm, và mực nước cao nhất trong lịch sử của trạm là 39,18 m. Phân tích dữ liệu khí tượng cho thấy, từ thứ tư đến thứ năm vẫn sẽ có mưa lớn ở khu vực Trung và Nam tỉnh Hồ Nam. Hầu hết các khu vực sẽ có mưa lớn trên mực nước cảnh báo. Trung và hạ lưu sông Tương Giang, nước sẽ tiếp tục dâng cao và tình hình kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Tương Giang là vô cùng nghiêm trọng. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt bão tỉnh đã tổ chức hiệp thương ba bên, yêu cầu xử lý triệt để tình huống bất lợi mà sông Tương Giang gặp phải là đỉnh lũ. Đêm qua, Thái Khải Hoa, Phó Chỉ huy điều hành của Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử, kiêm Giám đốc Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử, từ tuyến đầu kiểm soát lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp ở Giang Tây đã vội vã đến Tương Đàm để chỉ đạo chống lũ lụt. Sau khi vào Mỹ, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mưa lớn liên tục ở Trung và Thượng lưu sông Dương Tử, mực nước ở đoạn Nam Kinh của sông Dương Tử đã tăng đều đặn. Vào lúc 10 giờ 10 phút sáng hôm qua, mực nước thủy triều cao tại trạm Nam Kinh hạ nguồn của sông Dương Tử đã vượt quá mực nước cảnh báo là 8,5 m và đạt 8,52 m vào lúc 11 giờ 05 phút sáng. Phóng viên được biết từ cuộc họp báo về công tác kiểm soát lũ lụt của Cục Thủy lợi thành phố ngày hôm qua rằng đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua đường này vượt quá đường cảnh báo, lần trước là vào năm 2005 là 8,90 m. Mực nước sông Dương Tử có thể lên tới 9 m vào ngày mai. Nhìn vào Nam Kinh, từ mùa đông năm ngoái đến tháng 4 năm nay, mưa rất nhiều và lượng mưa rất lớn. Từ Hiểu Đông, Phó Giám đốc Cục Bảo tồn nước thành phố cho biết, lượng mưa của thành phố từ tháng 1 đến tháng 4 là 363 đến 430 mm, bằng mức trung bình nhiều năm, cao hơn 20-30%. Cục Khí tượng dự báo từ hôm nay đến thứ 6 tuần sau, thời tiết ở Nam Kinh sẽ có dông bão chi phối. Nhìn chung lượng mưa không lớn, nhưng không loại trừ trường hợp mưa lớn tại một số điểm. Theo dự báo của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử, lưu lượng của trạm Đại Đồng sẽ đạt khoảng 65.000 mét khối trên giây vào hôm thứ Hai, cộng với lưu lượng nước thượng nguồn. Do ảnh hưởng các yếu tố như thủy triều, ước tính mực nước tại trạm hạ quan Nam Kinh của sông Dương Tử có thể đạt 9 mét vào ngày mai. Với việc dòng chảy từ sông Dương Tử chảy qua và lượng mưa giảm, dự kiến sau khi đạt mức nước cao vào thứ Hai, mực nước có thể giảm dần, nhân viên Cục Bảo tồn nước thành phố phân tích. Bị ảnh hưởng bởi mực nước sông Dương Tử dâng cao, mực nước tại trạm núi Đông Tần Hoài gần đây là 8,0 đến 8,1 m. Ngoài ra, khả năng tích nước của các hồ đập của thành phố cao hơn cùng kỳ các năm trước từ 10 đến 30%. Hiện mực nước của 7 trong số 13 hồ chứa vừa trên địa bàn thành phố đã sắp xỉ mực nước giới hạn lũ. Hơn 60% trong số 238 hồ chứa nhỏ đã ở mức mực nước giới hạn lũ. Nhìn chung, mực nước các sông, hồ, hồ chứa trên địa bàn thành phố cao hơn bình thường cùng kỳ. Kính thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở Quảng Đông, 3 ngày tới sẽ có mưa lớn. Đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông ngày hôm qua thông báo rằng vùng nhiễu động nhiệt đới ban đầu nằm ở vùng biển phía đông Đài Loan đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua. Tâm của nó ở trên vùng biển, cách thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến khoảng 90 km về phía đông nam vào lúc 17 giờ. Sức gió tối đa vùng gần tâm mạnh cấp 6, khoảng 13 m trên giây, tương đương 46 km trên giờ, và áp suất không khí tối thiểu ở trung tâm là 996 HPA. Đài khí tượng Thủy văn dự báo áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng phát triển thành bão nhiệt đới hay cuồng phong, sẽ sớm đổ bộ vào Phúc Kiến và cường độ có xu hướng yếu dần. Gió trên mặt biển phía đông tỉnh Quảng Đông, eo biển Đài Loan và Bắc Biển Đông mạnh dần lên cấp 5, cấp 6. Hoàn lưu áp thấp suy yếu bắt đầu ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Đông từ hôm nay, mang theo lượng mưa lớn rõ rệt hơn. Theo quan trắc, do dạnh áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu dần nên trong ngày hôm qua, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Đông vẫn xảy ra mưa dông. Ngoại trừ Hoa Đô, Phiên Ngung, Mao Ninh, Dương Sơn, Huệ Dương vẫn có nhiệt độ cao trên 37 độ C. Hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Đông nhiệt độ cao đã dịu bớt, cao nhất phổ biến ở mức 32 độ đến 34 độ C. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, chịu ảnh hưởng của hàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong ngày hôm nay ở phía Bắc Quảng Đông và phía Đông Quảng Đông sẽ có mưa vừa đến mưa to, các khu vực còn lại có mưa to cục bộ, mưa dông cục bộ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông và gió giật mạnh khoảng cấp 8. Ngày mai, phía đông tỉnh Quảng Đông có mưa vừa đến mưa to, các tỉnh còn lại có mưa rào hoặc dông vài nơi. Ngày hôm sau, khu vực phía đông và đồng bằng Châu Giang sẽ có mưa vừa đến mưa to, các khu vực còn lại sẽ có mưa rào hoặc dông. Từ 9 giờ tối qua, Quảng Châu có mưa lớn.
Từ 10 giờ 30 phút, Đài quan sát khí tượng Quảng Châu phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Đến 11 giờ, mưa ở trung tâm thành phố đã ngớt nhưng nhiều nơi đã xảy ra ngập úng trên địa bàn thành phố. Dự kiến hôm nay Quảng Châu nhiều mây có dông, ngày mai có mưa vừa đến mưa to, ngày mốt có mưa to, mưa rào cục bộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.